Thêm một thông tin tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đến tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tổng đàn heo hơn 398.000 con, 6,67 triệu con gia cầm, 54.800 con trâu bò và gần 96.200 con dê, cừu. Tổng đàn gia súc gia cầm của tỉnh đều tăng từ 3,1 đến 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đẩy sản lượng thịt hơi các loại cung cấp cho thị trường cũng tăng hơn 4,7%. 10 tháng năm 2023, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 87.400 tấn thịt hơi các loại. Trong đó, thịt heo vẫn là sản phẩm chủ lực với sản lượng cung ứng cho thị trường gần 56.600 tấn. Kế đến là thịt gia cầm gần 21.400 tấn. Ngoài ra, số lượng trứng gia cầm cung cấp cho thị trường cũng đạt hơn 153 triệu quả. Dù sản lượng cung ứng ra thị trường tăng cao, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, giá cả sụt giảm, thức ăn chăn nuôi tăng cao, khiến người chăn nuôi nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn.